Sở Xây dựng Thành phố Cần Thơ phối hợp cùng Ủy ban Nhân dân quận Bình Thủy vừa tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp quy chế quản lý kiến trúc đô thị trên địa bàn thành phố. Quy chế quản lý kiến trúc đô thị Thành phố Cần Thơ với mục tiêu chính là quản lý cảnh quan đô thị, kiến trúc các công trình xây dựng theo quy hoạch đô thị được duyệt, kiểm soát việc xây dựng mới, cải tạo chỉnh trang đô thị theo định hướng phát triển kiến trúc, bảo vệ cảnh quan, bản sắc văn hóa dân tộc đặc trưng kiến trúc đô thị thành phố, phù hợp với quy hoạch thành phố Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Cụ thể quá các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch, kiến trúc và xây dựng để quản lý kiến trúc đô thị phù hợp với đồ án quy hoạch chung, quy hoạch phân khu và điều kiện thực tế của thành phố Cần Thơ. Là một trong số các căn cứ, công cụ để quản lý việc đầu tư xây dựng, cấp phép xây dựng đối với công trình nhà ở riêng lẻ và các công trình khác trong phạm vi quy định tại quy chế này.